Chiều ngày 3 tháng 6, Bộ Y tế và Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã có buổi làm việc chung để thảo luận chương trình phối hợp hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2019-2025. Theo tinh thần Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và chương trình Sức khỏe Việt Nam số 1092, QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia buổi làm việc, về phía Bộ Y tế có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng, cùng nhiều lãnh đạo tổng cục, cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Về phía Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, có ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Hội, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, cùng các đại biểu là Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, trưởng các ban chuyên môn của Trung ương Hội. Cách đây 4 năm, Bộ Y tế đã ra chính sách trong toàn cầu là bao phủ sức khỏe toàn dân. Viết tắt là USC, Việt Nam chúng ta cũng tham gia tích cực trong cái chính sách đó. Giáo dục cái lý giáo dục một chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nó gắn rất nhiều với cái này là chương trình sức khỏe Việt Nam. Đây là ý tưởng của các bạn rất là có. Chúng ta cái chuỗi chăm sóc sức khỏe cộng đồng gồm có này này. Đầu tiên là nâng cao sức khỏe, có nghĩa đang bình thường đây thì nâng cao sức khỏe. Thế này chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bước thứ hai. Tiếp theo là chăm sóc bắt đầu là chăm sóc bà mẹ như thế nào, có con thế nào, vân 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 vân, tại trạm y tế thì đang làm tốt. Sau này đến ấy là dự phòng như là tiêm chủng, như là diệt mũi, diệt thực, long quăng, môi trường khỏe nào thì đấy là dự phòng. Theo bản dự thảo, chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế và Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam giai đoạn 2019-2025 có 7 nội dung chính, bao gồm phối hợp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cơ sở, phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phối hợp đẩy mạnh chương trình bảo hiểm y tế toàn dân, phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác dân số và phát triển, phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, phối hợp trong nghiên cứu xây dựng chính sách, phản biện xã hội, phối hợp tham gia các chương trình, đề án quốc gia liên quan đến chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cũng như Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã tích cực tham gia ý kiến, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo hai bên nhiều nội dung, cũng như các biện pháp quan trọng, góp phần xây dựng chương trình hoạt động phối hợp từ nay đến năm 2025 sao cho hiệu quả, thiết thực. Trong hội thảo, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân khẳng định. Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chúng tôi thì với cái tôn chỉ mục đích là đồng tâm hiệp lực vì sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nội dung và góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, tức là hội thì là hoạt động nhằm cái mục tiêu là chăm sóc bảo vệ giáo dục nâng cao chất lượng nội dung hướng tới cái cộng đồng vì sức khỏe của cộng đồng sức khỏe của nhân dân, cho nên là có tinh có nghị quyết của chính và nghị quyết của trung ương chúng tôi cũng rất là mừng là cái hành lang cơ bản cho hoạt động của hội. Trước đây thì cũng đã bộ trưởng đã dành thời gian tiếp lãnh đạo trung ương hội là làm việc có bàn và cũng đã có ra văn bản một lần, nhưng mà lần là việc này thì đồng chí bộ trưởng có quan tâm và cũng nhiều lần nhắc nhở là có một cái buổi làm việc cụ thể giữa lãnh đạo của hai bên để bàn cụ thể về cái chương trình phối hợp. Thì chúng tôi cũng rất mừng là sau cái buổi làm việc ngày hôm nay thì cái hoạt động của hội chúng tôi cũng có thể là coi như là được mở ra một trang mới, cũng được những kết quả tốt hơn. Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam thống nhất giao cho hai văn phòng của Bộ và của Trung ương Hội tiếp thu nội dung và các ý kiến đóng góp, hoàn thiện bản dự thảo, trình lãnh đạo hai bên xem xét và ký kết trong tháng 6 năm 2019.